anh ấy có hành động thân mật với một người đàn ông khác. Con thề đấy. Không tin. Tôi thân mật như thế nào? Sếp ạ, em không có ý gì đâu ạ. Em chỉ đang nhắc nhở bác là... Cẩn thận không là bị tôi thịt. Vẫn đùa anh ạ. Ừ, em đùa mà anh. Em biết thừa là anh không bao giờ động đến nhân viên ở quán. Đúng không anh? Đúng ạ. Nhầm. Tôi lại cực thích động vào các nhân viên. Ngày mai mẹ giúp bọn con với. Đưa đón hai đứa nhà con đi học ạ. Vợ con thì ngày mai lại phải học lớp nâng cao nghiệp vụ ạ. Còn bà ngoại thì có cái chương trình 4-5K ngày mùng 1. Ừ, không được đâu. Mai lớp yoga của mẹ có chuyên gia nước ngoài. Thế thì thôi mẹ đưa máy cho bố giúp con với. Bố cũng bận. Không được. Này, mai mùng 1. Thế bà ngoại vẫn bán bún nhỉ? Khổ ghê cơ. Con cháu thì không lo, cứ lo ba cái chuyện bao đồng ấy. Từ với trả thiện, chẳng trách không khá lên được. Ôi chết bác hả? Con là một đứa bé, đến mẹ ruột còn bỏ rơi mình, thì làm sao con không thương một người không máu mủ ruột già mà đón nhận con, cho con một mái ấm. Chị làm vợ, chị đã hoàn thành cái việc của một người vợ, một người mẹ chưa? Mẹ anh vừa vừa phải phải, tôi đừng có quá đáng như thế. Chị im đi. Mẹ nghe anh. Em đi tìm mẹ ruột của mình, thì em nghĩ là mẹ sẽ buồn như thế nào?